Trường tiểu học Bông Sao, tiếng Pháp, lớp 2. Bài học: rau, củ. Les légumes. Bài học mới, chúng ta cùng ôn lại bài cũ nhé các bé. Exercice numéro 1. Écoute et choisis le bon mot. A. Raisin. B. Boire. C. Citron. D. Cerise. E. Banane. F. Fraise. G. Orange. H. Pomme. Mình cùng nhau sửa bài tập thứ hai. Exercice numéro 2. Orange. Fraise. Raisin. Pomme. Boire. Banane. Citron. Bêche. Cerise. Bài tập thứ ba. Bài tập: Quel fruit aimes-tu? Các bé tự làm theo các mẫu câu. J'aime la pomme. J'aime la banane. J'aime la fraise. J'aime l'orange. Cô mời các bạn lớp 2 cùng quan sát hình, nghe và lặp lại theo cô. Une carotte. Une carotte. Une salade. Une salade. Une pomme de terre. Une pomme de terre. Une tomate. Une tomate. Un chou. Un chou. Un chou-fleur, un chou-fleur, un brocoli, un brocoli, un apricot vert, un apricot vert, une champignon, un petit pois, un petit pois. Un boiron. Un boiron. Un radis. Un radis. Une citrouille. Une citrouille. Une asperge. Une asperge. Une aubergine. Une aubergine. Exercice numéro 1. Complétez le mot avec la ou les lettres manquantes. Các bé điền vào từ với một hoặc nhiều con chữ còn thiếu nhé. Ví dụ hình 1. Une carotte. 2. Une pomme de terre. 3. Un poivron. 4. Un petit pois. Exercice numéro 2. Retrouvez dans chaque ligne les noms de légumes dont les lettres sont mélangées. Écrivez-les à côté de l'illustration. Ở bài tập này, tên của các loại rau củ được trộn lẫn rồi. Mời các bé nhìn theo từng hàng để viết lại cho đúng vào hình B bên cạnh. Ví dụ: radis, chou, champignon, salade, poivron.
Exercice numéro 3. Relier le mot avec la bonne image. Ở bài tập số 3, mời các bé nối từ với hình đúng. Un radis. Une aubergine. Une asperge. Une tomate. Exercice numéro 4. Écoutez le test et cherchez les mots indiqués les légumes. Bài tập thứ tư. Nghe bài test sau và tìm những từ chỉ rau củ. Các bé có thể khoanh tròn gạch dưới những từ chỉ rau củ giùm Madame nhé. Maman revient du marché avec un gros panier de fruits et de légumes. Des salades, des carottes, des oranges, des pommes de terre, des haricots verts, des bananes, des brocolis. Et il y a aussi une grande citrouille. C'est pour toute la semaine, dit maman. Au revoir et à bientôt, mes élèves.